cái này cũng hay luôn. Đây sẽ hứa hẹn làm trận đấu rất hấp dẫn giữa Hồng Gấm, một cầu thủ nổi tiếng, và Phương Uyên. Vừa rồi thì là cú khai cuộc của Nguyễn Thị Phương Uyên, một cú chạy đạn, mục tiêu sẽ đi cái nằm sau bi số 3, có lẽ là như vậy. Ủa, không, chị em vẫn làm cho tôi bất ngờ anh em ạ. Ăn luôn, hay quá. Gấm ơi, không cẩn thận là ván này ngồi im Gấm ơi. Uyên đang đánh rất hay và rất chắc chắn, điều bi rất hay luôn. Điều về đánh 6 lỗ 10. Đó, nặng mà. Đá mở nặng mà. Đúng là trận đấu của có sự có mặt của Hồng Gấm nên là anh em đang vào cổ vũ rất nhiệt tình. Cố lên nào. Một trận đấu hứa hẹn có chất lượng tốt. Anh em chia sẻ vào các đội nhóm đi ạ. Tăng cường comment lên cổ vũ cho Hồng Gấm và Phương Uyên đi ạ. Rồi, Phương Uyên đã dọn bàn, chỉ còn bi số 9 nữa rồi. Quá dễ rồi. Số mở cho Nguyễn Thị Phương Uyên. Ở cả hai luồng phát sóng của chúng tôi thì hiện tại đều có những trận thi đấu có cả hai cầu thủ ở phía Bắc là Hoàng Vân Yến. Băng ngắn ở gần màn hình thôi. À, hai con hai bên à? Hai con hai bên. Xử lý được. Phương Uyên cắt những con bi này thì uy tín anh em ạ. Uy tín. À. Ai da. Nào anh em, trận lúc nãy Uyên cắt con đấy uy tín mà. Một cú cộng bi hơi dày. Đây có thể là một tình huống điều bi khá là khó chịu với cái cầu tay đang bị cò đấy. Lực. Ok, ok rồi. Ok. Ok, em một băng tốt. Ở dưới luôn mà anh em. Lắc lỗ hơi tiếc nuối cho Hồng Gấm, Phương Uyên. Còn 2 bi mục tiêu ở trên bàn. Bây giờ là chỉ còn mỗi con 9 thôi. Bi 8 ra 9 rất tốt. Và xử lý chính xác bi số 9 của Nguyễn Thị Phương Uyên, tỷ số là 2-0. Break thi đấu thứ 3. Tỷ số hiện tại đang là 2-0. Lợi thế đang nghiêng về Nguyễn Thị Phương Uyên. Phá bi rất hay của Phương Uyên. 6 bi, mỗi bi một lỗ. Có mục tiêu. Vấn đề là 6 điều ra 7 để mở má 8 nữa thôi. Ra 7 thì 8 đẹp nữa là xong. Dài ngọn nào, dài ngọn nào. Đó. Một chút thử thách và động tác của mình mà trô nào. Ồ. Vâng, một cú chạy đạn tốt của Hồng Gấm. Chúng ta cùng chờ xem quyết định của Phương Uyên là gì. Vẫn cần điều hẳn hai băng luôn. Nào dừng lại. Ok, anh vừa mới hứa là đọc kết quả sau 6 giờ 30. Hay quá. Cú Chobi cần tốc độ ra ngọn. Bách thi đấu thứ tư, cú phá bi không tốt của Hồng Gấm. Cái nằm sau bù câu số 5. Ồ, đẩy ăn luôn. Hơi khó một chút. Quyết định là trô sang C. Hai băng. Theo góc đo bi vừa rồi thì đây sẽ là một cú công thủ. Không phải. Không thành công. Cú đánh không thành công của Phương Uyên. Cúp tốt. Một cú cúp rất hay của Hồng Gấm. Nếu như tình huống vừa rồi đánh con bi 4-2 băng lên băng ngắn, khoảng cách xa thôi. Đó. Cơ hội trao lại cho Phương Uyên. Và với hình bi như này thì có lẽ là Phương Uyên không bỏ lỡ đâu. Điều 6 tốt. Đánh hẳn hai băng luôn cho nó chắc chắn, đỡ phải ghim lực. Rồi một cú kéo 7 một băng nữa là đẹp luôn, bi số 8 rồi. Ok. Quá chính xác. Đứng bi. Đánh tốt. Và tỷ số là 4-0 nghiêng về Nguyễn Thị Phương Uyên. Và quyền phá bi ở rách đầu thứ 5 là của Phương Uyên. Cú phá bi của Phương Uyên thật sự là uy tín luôn. Đó là một cú đánh an toàn của Phương Uyên. Ăn 4 luôn. Ô. Cú đánh lỗi. Phương Uyên đã bị nhầm. Ba vẫn còn nằm trên bàn nhưng Phương Uyên đánh thẳng bi số 4 vào lỗ và điều 5 luôn. Ván trước là ăn 1 2 3 cho nên là đánh 4, đến ván này vẫn quen thế nên đánh 4 luôn. Không phải nghĩ nhiều. Lực chưa được tốt lắm. Cú đánh phải với một chút của với Hồng Gấm rồi. Hay quá. Hay. Chỉ là cần làm một cú đẩy thôi. Một cú đẩy. Ok. Nào cái ơi. Hơi lụt một chút rồi. Má 9 chén ngược sẽ rất là khó. Kinh nghiệm thì là đánh bi 9 vào lỗ 10, đưa cái về vị trí sát băng ngắn ở phía gần màn hình. Nào, vẫn chưa hết cơ hội ở rách đầu này đâu Hồng Gấm ơi. Ok, Hồng Gấm đã rút ngắn được tỷ số xuống 1-4. Chúng ta cùng đến với rách đấu thi đấu thứ 6. Hai cú phá bi trong hai ván liên tiếp của Hồng Gấm không tốt. Không thuận lợi ở khu vực thi đấu về đường truyền. Chúng ta bị mất một số tình huống bi ở trên bàn. Hoa băng khá khó cho Nguyễn Thị Phương Uyên đây. Rồi, và bằng hợp lệ. Tuy nhiên là hình chắc chắn sẽ là một hình ngon cho Hồng Gấm. Có lẽ là còn đường. Không thì hoàn toàn có thể cộng 9. Đúng rồi. Mình không còn đường thì mình cộng luôn con 9 thôi. Nếu mà đấy là đường đánh của những cơ thủ có kỹ thuật tốt, kiểm soát rất tốt thì sẽ là cái va vào 9 và 4, 5, 6, 7 thì sẽ là hay hơn. Nào như cái Tiểu Bi rất hay, lực rất tốt, rất vừa bạn để đánh 6. 7 lỗ góc, 8 lỗ, 10 đối diện. Ok. Nhẹ nhàng là 9, 5 lỗ, 10 là xong. Tỷ số được nâng lên là 5-1 cho Phương Uyên. Đúng rồi, đợt này mình thấy là Gấm đánh hay hơn khá nhiều rồi đấy. Đó, như con Bi lỗ 10 như thế này đòi hỏi sự chính. Mình lại tiếp tục mở và cơ hội. Và chính xác. Ok. Đẩy hơi mạo hiểm một chút của Phương Uyên khi điều 7 lỗ 10. Nếu có va vào 8 thì cũng là an toàn. Trong tình huống này thì vẫn còn đường để xử lý bi 7. Chỉ còn 2 bi là có một cú run out hoàn hảo rồi. Cú đánh 8 rất hay. Điều bi 9 này thì chắc là miễn. À không. Tỷ số là 6-1. Hồng Gấm đang gặp phải một đối thủ quá cứng. Hàng Ryu, Gấm Kami Ryu đây ạ. Authentic luôn. Đó lại là một cú phá bi của Hồng Gấm. Vẫn là một cú phá bi bị quá dày, bi số 1 để điều 2 luôn. Nhưng mà thật sự đây là một cú đánh khó. Một cú đánh khó. Ồ, ta thiếu nhiều quá. Tốt. Có lẽ là hơi mạnh. Đúng vậy. Cu lê vẫn còn đủ má cu lê à? Cu lê hẳn 3 băng luôn. Cu lê thì dễ va đấy. Ok. Va cũng không sao cả. Rất tinh quái. Không công nữa. Nên ra con Bi cũng hơi oái oăm đấy. À, Gấm cũng không chơi. Gấm cũng không chơi nữa, Gấm thủ. Vâng, Gấm không chơi nữa. A giò, không được rồi. Lỗ góc gần phía bên tay trái màn hình không biết là còn đường hay không. Gấm điều như này là còn đường rồi. Còn đường. 7 xong lại. Nào. Ui rồi ôi. Ai chà. Tuyệt vời. Đừng cho Gấm thêm hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng của Gấm nữa. Khổ thân Gấm. Ok. Rồi, con Bi 8 khó chịu đã được thừa xuống lỗ một cách rất êm ái. Chỉ còn bi số 9 nữa thôi. Nào. Ok. Hay quá Phương Uyên. Quá hay luôn.